Thân ái xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình giới thiệu sản phẩm của Quý Nguyễn Sài Gòn Audio. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio giới thiệu với anh em chúng ta một đôi loa đến từ châu Âu, một đất nước mà nền công nghệ âm thanh rất tuyệt vời. Đó là đất nước Đức. Những đôi loa mà Quý Nguyễn giới thiệu hôm nay đó là đôi loa Canton CT1000. Với model CT1000 này thì nhà sản xuất khoảng thập niên 90, năm 1990 sau khi Đức thống nhất đấy. Thì hàng của Đức thì rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, rất nhiều thương hiệu nổi tiếng. Chẳng hạn như là Telefunken có những cái âm ly rất tuyệt vời, hay là những âm ly đèn của Đức, Canton SE3. Vâng, hôm nay mình giới thiệu các bạn đôi loa Canton model CT1000. Đôi này toàn thân của nó là gỗ này, gỗ 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 sồi, và kích thước thì chiều cao nó là 67 cm, chiều rộng nó là 36 cm và chiều sâu là 33. Loa ba quay, các bạn nhìn thấy ba quay một chép đôm này, mà cái chép của nó vẫn có chữ Canton ở trên cái chép này. Đấy. Và cái mic cũng vậy, cái mic cũng có chữ Canton này. Mic này có một đời là cái màu hơi bạc bạc xám xám các bạn nhé, và có màu da bò, và một bách 30 viền cao su. Đôi này gần có thể nói rằng là đẹp từng con ốc, 100% tin đẹp luôn. Cái mũi cũng đẹp nè, viền cao su mịn, và cái logo Canton ở phía dưới. Đôi này thì bách rất sâu, rất dễ ghép âm ly. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn mình ghép với một chiếc âm ly Pioneer thôi. Pioneer này cũng tương đối là khủng nhưng mà giá của nó lại nhẹ. Con đó Pioneer 11 triệu thôi. Mình ghép với đôi loa này rất tuyệt vời. Mình nói luôn đôi loa với chiếc bên này nữa. Chiếc bên này thì mình lấy luôn cái lưới sắt ra, lưới của nó là e căng của nó là bằng bằng thép các bạn nha. Vâng, đấy, và mình lấy ra ngoài, mình để ngoài. Và các bạn xem từng chi tiết của từng cái tuyến loa Canton, có cái chữ Canton luôn trên trên cái loa đấy. Đây nè, đây Canton này. Rồi cái chiếc tiếng bắt cũng vậy các bạn nhé. Nó bẩn mình chữa lau luôn này, thấy bẩn không, cao su, viền cao su các bạn nhé. Zin 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 tuyệt đối luôn ấy. Loa Đức thì họ thiết kế rất đẹp, gỗ lạng, các bạn thấy cái bo rất đẹp, gỗ nguyên khối này. Bo đẹp như vậy. Rồi ok, con này thì công suất của nó là để mình xem phía sau các bạn nhé. Công suất của nó hình như là 150W hả? Đây các bạn, mình xem luôn. 160W là maximum và min của nó là 110W trở kháng 4 ohm. Con này cái dải trầm của nó xuống đến 20 Hz, thấp nhất 20 Hz, cho nên rất là dễ chơi này. Rất là dễ đánh âm ly nha. Nó xuống đến 20 luôn các bạn. Đây. Đấy. Cho nên người ta rất rất là dễ dễ xài. Đây. Các bạn nhìn phía sau. Đó là thông số của những của chiếc đôi loa này, và đôi loa này thì có cái giá ra đi của nó là 24 triệu đồng. Vâng, và mình như mình nói khi nãy thì mình ghép với con âm ly này, con âm ly Pioneer. Model của nó là A0012, chạy cả cái lật A và B. Đây các bạn ha, nó có cái nắp bật ra này, mình bật sẵn ra rồi này, này. Có cái nắp này và nó có shipper chép, shipper bắt các bạn nhé. Đây mình để sau chút để cho các bạn thấy bắt này, chép này, đây, có cái nút shipper này này, rồi ba lăng, tất cả các chức năng đều ok, đều ok. Con này chạy một tí vậy này, ví dụ gấp này, đấy, cái tí lông mèo chỗ này, rồi, ok, tất cả các chức năng đều ok. Vâng, bây giờ xin mời các bạn nghe một đoạn ca khúc để mình test qua cái đôi loa Canton với cái em Pioneer khủng long này nha, con với chiếc âm ly Pioneer A0012 chạy cả lớp AB. Xin mời các bạn. Thank you.
chuyện tình đẹp như mơ, sao anh nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng mông, những con đường quen lối đi. Bao lời tha thiết êm đềm, sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm, sao anh nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón, nhưng khi buồn ai đến thăm, còn đâu nữa mà loa cam tình, giá ly của nó là 24 triệu đồng và chiếc âm ly là 11 triệu đồng. Chiếc âm ly Pioneer A0012. Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ, sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như mơ, sao anh nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng mông, những con đường quen lối đi mà nay nằm yên đó, sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết êm đềm, sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những clip lần sau.